Chương trình đọc sách Phật giáo của Tủ sách Áo Lam xin kính chào quý chư tôn đức cùng quý vị đạo hữu. Hôm nay Tủ sách Áo Lam chúng con sẽ bắt đầu đọc tập 7 của cuốn Kỳ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ do Hội đồng Hoằng Pháp ấn hành năm 2023 Phật lịch 2567. Kính thưa quý vị, Tủ sách Áo Lam chúng con phát nguyện đọc gần 2.000 cuốn sách Phật giáo và chuyển những cuốn sách này thành dạng sách nói tức audiobook. Trong thời gian sắp tới chúng con sẽ thành lập một thư viện Phật giáo bao gồm sách Phật giáo tiếng Anh lẫn tiếng Việt dưới dạng PDF, audio và video file. Chúng con kính xin quý vị yểm trợ tinh thần cho chúng con bằng cách subscribe, like và chia sẻ video này đến với những người hữu duyên. Và bây giờ chúng con xin bắt đầu. Thần thái của Thầy Tuệ Sĩ qua ánh mắt. Đào Nguyên Giả Thảo. Justin it was merely a leap carry along with a certain wind. Which spontaneously dropped down into the garden, then swept away a notice without leaving behind a hint. Tuệ Sĩ. Thị Ngạn Am, Già Lam năm 2003, một buổi chiều mưa ngồi bên ngoài. Ban công, nhìn xuống khu vườn mộ cổ bên dưới, tôi được nghe Thầy Tuệ Sĩ nói câu tiếng Anh ở trên. Xin được tạm dịch nghĩa theo không gian và thời gian tại khoảnh khắc ấy, tôi là cọng lá vàng, lênh đênh theo cơn gió, đến và đi bất chợt. Tình cờ rơi vào khu vườn tĩnh lặng, rồi lại bị cuốn đi mất hút trong bóng đêm. Lấy ý tưởng đó tôi cũng đã vẽ lên hai bức tranh dưới đây. Đang là một người lãng du bên trời Âu, là tín đồ tin lành, tình cờ được nhà thơ Nguyễn Đức Sơn dẫn đến thăm Thầy Tuệ Sĩ vào mùa hè năm 2001 ở Già Lam. Được gặp thầy tôi như tìm đến với thế giới Đông Phương mà với tôi nó không hiện thực hay là một thế giới của ảo ảnh. Thầy đã từ từ dẫn tôi vào khu rừng huyền bí để tôi tự mở tâm thức ra nhìn thấy cái đẹp của sự sống hiện hữu trong cõi tự nhiên, trong tâm hồn bên trên thân xác con người. Nhìn qua lăng kính và khía cạnh khác về Thầy Tuệ Sĩ, tôi xin được mạn phép viết về một người thơ tu sĩ, một triết gia uyên bác, hay một thiền sư đáng kính. Nhưng vì không đủ ngôn từ để viết nên tôi chỉ diễn tả được bằng những nét vẽ đôi mắt hiền từ trên khuôn mặt nhân đức của Thầy. Hay những bức ảnh chụp được thần thái của thầy qua ánh mắt nhìn sáng quát nói lên sự khẳng khái, nghiêm khắc, và không khuất phục. Nagoya, sáng mùng 1 Tết năm 2020, trong khi Thầy Tuệ Sĩ ký tập, thơ và đá, của Nguyễn Đức Sơn, bên tách trà thầy hạnh viên, anh Bùi Chí. Trung và tôi ngồi bàn về việc làm tập thơ thiên lý độc hành. Thầy nói đùa tập thơ của Nguyễn Đức Sơn là đẹp nhất rồi, Dạ Thảo làm thiên lý độc hành thì không được xấu hơn. Một năm sau, tháng 12 năm 2021, tôi xuất bản Thiên Lý Độc Hành trên Ban và Noble Press. Rất may mắn khi biên soạn và thiết kế bìa trình bày hai quyển thơ, Thiên Lý Độc Hành và Ngục Trung Mỹ Ngữ. Tôi được làm việc trực tiếp với thầy từ khi mới lên ý tưởng cho đến bản thảo đầu tiên in ra để sửa, tôi và ban biên tập có anh Bùi Chí Trung, Nguyễn Phước Nguyên được nghe thầy góp ý kiến, được thầy chỉnh sửa từng phần, từng câu, từng chữ. Thật là một phước duyên mà tôi có được trên cuộc hành trình này. Đọc nối gót Thiên Lý Độc Hành của thầy Hạnh Viên viết, tôi có thể cùng đi theo thầy Tuệ Sĩ, đi theo từng bước chân, đi theo từng nơi chốn mà thầy Tuệ Sĩ đã đi qua. Đến mỗi điểm thầy dừng là một bài thơ, một câu chuyện. Trên đường thầy đi bộ từ Đức Trọng lên Đà Lạt, tôi liên lạc được với thầy và mời thầy đến xem triển lãm tranh của họa sĩ Đinh Cường từ Mỹ về tháng 5. 2013 tại Gallery Đào Nguyên. Vài ngày sau từ Balcony Gallery ngay khu phố Hòa Bình, tôi nhìn xuống đường thấy thầy đội nón lá, vai đeo ba lô còn cột thêm cái võng cuộn lại treo một bên. Tôi vội vàng cầm điện thoại chụp ngay vài tấm hình trong chuyến thiên lý độc hành của thầy. Không ngờ 10 năm sau dùng đến bức hình này. Một buổi tối trời Đà Lạt thành phố đã tắt đèn, Gallery vừa kéo cửa sắt xuống treo bảng đóng cửa lên. Thì thầy Hạnh Viên và thầy Tuệ Sĩ là người khách cuối cùng bước vào. Chắc cũng 15 năm, thầy Tuệ Sĩ và họa sĩ Đinh Cường mới gặp lại nhau trong triển lãm, Đà Lạt Nỗi Nhớ, và đó cũng là lần triển lãm cuối cùng của họa sĩ Đinh Cường. Ông mất sau đó vài năm tháng 1 năm 2016. Thấy sách được in như ý và thầy vui nên anh Bùi Chí Trung lại đưa ra ý tưởng làm tiếp Ngục Trung Mỹ Ngữ. Làm quyển sách này là một quá trình cam go vì vậy cần có thêm thầy Nguyên Hiền tham gia phần chuyển ngữ sang tiếng Việt, anh Bùi Chí Trung dịch sang tiếng Nhật và Nguyễn Phước Nguyên dịch sang tiếng Anh. Đặc biệt là Hòa Thượng Takaoka Sacho đã dành trọn 3 ngày đóng cửa tắt điện thoại tập trung viết xuống 18 bài thơ bằng chữ Hán trên hai bản, một bản trên giấy Lota từ Nepal và một trên giấy Washi của Nhật. Thầy Tuệ Sĩ cũng bắt tay vào chỉnh sửa lại một vài chữ, từ nguyên bản của thầy.
Tháng 11 năm 2022, bản thảo vừa in ra, tôi mang về Việt Nam đến chùa Phật Ân cùng với thầy Tuệ Sĩ và anh Bùi Chí Trung sửa lại lần cuối. Nhờ vậy mà Ngục Trung Mỹ Ngữ được phát hành đúng vào ngày mồng một âm lịch năm 2023. Dịp sang Beijing, tôi mang về biếu thầy bộ nghiên, cỏ, giấy, mực nghiên mài mực có hình con rùa. Thầy lấy thỏi mực mài ra nghiên viết thử chữ thảo. Tôi xin thầy viết cho chữ Tuệ Sĩ, thầy viết nháp vài bức. Trong đó có một bức tên của tôi, nhưng thầy lại viết tên tôi là Giả Thảo thay vì Giả Thảo. Thầy nói, Giả Thảo mới đúng là bản tính con người của tôi hơn. Tôi mang về dán lên canvas vẽ thêm vào. Thế là tôi có được một bức tranh với thủ bút của thầy Tuệ Sĩ. Thật vô cùng quý giá. Đào Nguyên Giả Thảo, viết xong ngày Trung Thu ngày 29/09/2023. Tuệ Sĩ, đôi mắt sáng và nụ cười hiền. Đỗ Trung Quân. Tôi đến Hotel Legend với bó hoa nhỏ, đơn giản vài cành lau trắng anh taxi giọng Huế, chú đi sinh nhật, mà lại cầm hoa lau ngộ hè. Tôi cười bảo đi nghe một vị thiền sư đọc thơ. Thiền sư mà đọc thơ trong khách sạn 5 sao. Anh taxi thắc mắc. Tôi bảo với thiền sư thì khách sạn 5 sao hay lều cỏ như nhau cả. Ấy là đêm hiền giả, thi sĩ Tuệ Sĩ ra mắt những điệp khúc cho Dương. Cầm Refrain for Piano 2009. Tôi mang bó hoa lau đặt lên tập thơ trên bàn, khẽ cúi chào và xuống đứng nơi cuối cùng của sảnh. Giọng thầy nhẹ nhàng những câu thơ của mình. Tôi chưa từng gặp con người nào trong vóc dáng thanh mảnh, gầy gò như Tuệ Sĩ lại có sức hút, uy lực khủng khiếp với người đối diện đến thế. Cái uy lực của sự từ bi, cái uy lực của trí huệ, cái uy lực mềm mại như một cành lau, uy vũ bất năng khuất. Nhưng với tha nhân, với chánh pháp, với cuộc đời thế tục, hiền giả vẫn đôi mắt sáng và nụ cười hiền. Đỗ Trung Quân, Sài Gòn mùa trăng tháng 9 năm 2023. Rồi sẽ có một ngày. Đồng thiện, qua thọ nhận từ những dòng văn tự tâm ý thầy hiển hóa chữ nghĩa đây tư tưởng thầy thật bát ngát trời mây gom cả lại kinh sách đầy trang giấy. Đồng đạo kia có bao người trông thấy chẳng dễ gì mà dụng lấy được đâu như hư không vô cùng tận thâm sâu. Làm sao hiểu những ý nghĩa nhiệm màu. Bậc hữu học nhất tâm cầu trí huệ người thế gian trẻ chia và đặt để lòng tự tư nên không thể hiểu ngài dù giống nhau cái tứ đại hình hài. Tâm bồ đề thọ dụng lại khác nhau. Nước non này lầm lỡ những cơn đau. Dựng tích trưởng chấn tác để mai sau. Đời hưng thịnh và đạo mau phục hoạt. Nuôi trí lớn rộng đường mây giải thoát. Bậc du sĩ đã lên đường dứt khoát. Có xá gì để tranh đoạt lợi danh. Chép lời Phật và y giáo phụng hành. Dịch minh văn giảng giải thành kinh sách buông bỏ đời như viễn khách đường xa giữa hư không vô cùng rộng bao la. Cánh hạc trắng lụy sơn hà loang lỗ. Thương dân tình đắm chìm trong bể khổ. Từ bi tâm nên tế độ người mê. Trên đường trần vẫn mải miết đi về. Tình pháp lữ cũng nhiều bề khác biệt. Chí phục dựng trùng hương dòng Phật Việt. Đạo độ đời tha thiết biết bao nhiêu. Từ bình dân cho chí chiết cao siêu. Một biểu tượng tăng tục đều kính ngưỡng. Người trong ngoài mong chờ và tin tưởng lòng nhất tâm cung thỉnh hướng về thầy giáo hội dân rồi sẽ có một ngày. Hàng thích tử hội đủ đầy hòa hợp. Đạo bồ đề mở học đường trường lớp. Giáo dưỡng người đồng hướng tới thiên lương dạy chi kiến như thật Phật Hoàng Dương tuyên giáo lý để rộng đường giác ngộ. Qua sông mê thầy chống chèo để độ tinh thần thầy phương tiện hỗ trợ thêm chúng con là những kẻ giữa màn đêm cần đuốc tuệ bậc sĩ hiền dẫn dắt. Đồng thiện. Ất Lăng Thành. Tháng 10 năm 2021. Đức Tượng Vương. Hạnh Phương. Đức Tượng Vương giữa rừng sâu đêm dài u uất. Mặc sấm rền chớp giật bão giông. Người thản nhiên thiền tọa, đại hùng tâm. Bi trí dũng vẫn ngàn năm, bất động. Hải triều âm quyện chào sư tử hống từng trang kinh luật luận tỏa hào quang bản án tử. Hề, thế sự trái ngang. Khôn bức tử ánh hào quang tuệ giác. Từng chữ viết hiện thân thành nốt nhạc trường sơn ca phản thực ngục chung người hóa hiện bát cơm hương tích. Chí thành dâng đức tối thắng tôn. Khi tượng vương ôm đàn ngồi hát. Từng nốt vui rào rạt tự do. Tròn một đời phiêu nhiên khoáng hoạt, từng âm giai đưa nhân loại qua đò. Từ muôn trước đến ngàn sau sáng rực. Lửa trái tim quảng đức miên trường. Vua hóa hổ toàn thân mọc lông nhung nhúc. Chỉ cam lồ nhà Phật xóa đau thương. Đức Bồ Tát vào ra sanh tử. Hệt như người vô sự khứ lai. Ai giết được bản lai bây giờ, quá khứ.
kia bài kinh Bụt truyền pháp vườn nai. Hạnh Phương, chưa tròn buổi sơ giao. Huyền Diệu Trang, kính thưa Ôn, con viết bài này không phải để ca tụng những gì mà nhiều người viết về Ôn và tác phẩm của Ôn, với kỷ niệm và ân tình, hay để tri ân. Để con kể Ôn nghe, một hôm anh phải nhắn tin nói, viết bài nhé. Bữa nọ sư phụ Tâm Hòa cũng gọi, bảo con viết bài về Ôn nha. Cả hai lần con đều từ chối không dám viết, chỉ mong tập kỷ yếu ra đời để thưởng thức, học hỏi, hiểu thêm về những gì con chưa biết về Ôn. Con không dám viết vì nhiều lý do, tập kỷ yếu tập trung quá nhiều cây bút thâm niên tên tuổi trong khi ngòi bút của con còn non nớt, lại không có kỷ niệm gì với Ôn, ngoại trừ những quyển sách Ôn đứng tên tác giả. Rồi 3 tuần trôi qua, mỗi khi nghĩ về Ôn là con cảm thấy điều gì đó tiếc nuối, về một buổi sơ giao không chọn. Điều gì đó mơ hồ buộc con viết ra đây tất cả những cảm xúc tự nhiên của mình. Cầu nguyện cho bài viết này như một giọt cam lồ góp phần trợ duyên vào biển sóng tâm linh của những người con Phật khắp nơi đang quy hướng về Ôn nơi quê nhà. Dạo gần đây khi nghe tin Ôn lại trở bệnh, cứ mỗi buổi công phu sáng con đều nghĩ về Ôn. Cầu cho Ôn được khỏe trở lại, để đôi tay gầy guộc ấy lật những trang kinh, đôi mắt tinh anh ấy tiếp tục nhìn những dòng chữ Phạn, Pali, Hán, Anh, Đức, Pháp, Nhật vân vân. Để gõ xuống những câu từ tiếng Việt, để hoàn thành công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam còn đang dang dở. Ôn biết không, hôm Phật đàn, con tranh thủ vô chánh điện, giờ. Chạm tay vào bìa những quyển kinh 29 tập thanh văn tạng y được cung nghinh và trình bày trên chánh điện chùa Pháp Vân, tâm cảm ngược dòng thật lạ, thấy nguyện lực, tâm huyết và nhân dáng của Ôn và những vị thầy ngồi miệt mài bên bàn phiên dịch suốt những năm dài, dài mãi đến vị lai. Vậy mà nay Ôn đã trở bệnh nặng. Đoạn clip ngắn vài giây về Ôn ngồi làm việc trên giường bệnh, ống trợ thở vẫn còn giữ nơi mũi, là hình ảnh gây cho con nhiều xúc động nhất trong đêm thắp nến. Cả đạo tràng Pháp Vân tha thiết nguyện cầu Ôn được an khang, diên thọ, tiếp tục sứ mệnh hoằng truyền Phật đạo. Với ý chí kiên cường vượt thắng mọi đớn đau bệnh tật dày vò trên thân thể gầy nhom, Ôn tỉnh dậy, điều đầu tiên là tiếp tục miệt mài với những trang kinh. Con tự hỏi điều gì đã vực Ôn dậy, rồi lại nhớ. Ôn đã bao lần vào sanh ra tử rồi, thì xá gì thêm một lần đau. Tấm thân tứ đại mỏng manh đó, đã vì nguyện lực mà nhập thế. Sức mạnh tinh thần và tâm lực quá lớn của Ôn đã từng khiến bao thế lực trái chiều phải chùn chân, nếu không sẽ không có một nhà tư tưởng, nhà văn, nhà thơ, học giả uyên bác và nhân từ của ngày hôm nay. Còn biết đến Ôn nhờ những duyên thật đẹp, khi được làm Phật tử của những vị thầy đã từng là cựu học trò của Ôn như Hòa Thượng Nguyên Siêu, Hòa Thượng Chí Thành, Thầy Tâm Hòa, Thầy Nhật Quán, Thầy Tâm Minh, Thầy Nguyên Lạc, vân vân. Thích đọc sách văn thơ Phật giáo, con may mắn biết và tiếp xúc vài lần với những cây bút thâm niên mà con từng quý kính như chú Tâm Quang Vĩnh Hảo, chú Tâm Huy Huỳnh Kim Quang, anh Phẻ, anh Chiết. Vậy là, con biết đến Ôn, sau đó hiểu Ôn nhiều hơn qua. Những con chữ, qua những câu chuyện kín đáo bên lề mà không phải ai cũng biết về Ôn. Để rồi từ cái duyên ấy con nuôi mộng được gặp Ôn, một lần. Vậy mà, mấy bận về Việt Nam, duyên không chọn. Một lần con ghé thư quán Hương Tích mà Ôn đang nhập thất. Một lần con về ngay lúc thầy Hạnh Viên nhắn là Ôn đang ở Nhật. Một lần khác, con về khoảng thời gian Ôn nhập hạ mà thời gian con ở Việt Nam ngắn. Vậy đó, cơ hội thì có mà duyên thì chưa tròn. Đành, không gặp được Ôn, con quyết định ghé Già Lam. Lúc ấy chùa đang được trùng tu sau vụ hỏa hoạn. Rồi con ghé chùa Linh Sơn, Hải Đức Nha Trang, vân vân. Chỉ để được tận mắt thấy những nơi chính Ôn và quý thầy của con đã từng dừng chân trong quá khứ. Con nghĩ, một người như con, không gặp được Ôn cũng không có gì lạ. Con cũng có gặp Phật đâu mà cũng an lành trong chánh pháp của người để lại. Ôn cũng thế, dẫu con sẽ không kịp gặp Ôn kiếp này, thì con cũng đã gặp được Ôn qua những trang kinh sách, tác phẩm, thơ văn. Do Ôn viết, biên soạn, sáng tác, dịch thuật, vân vân. Nhưng, Ôn ơi, con không lãnh hội được hết những gì Ôn viết, thậm chí chưa đọc hết tất cả những tác phẩm của Ôn. Văn thơ của Ôn lại sâu thẳm và mênh mông quá, tâm trí nhỏ hẹp của con cũng không thưởng thức trọn nghĩa của câu từ triết lý xa xăm. Nhưng những ca từ cứ len lỏi vào tâm hồn con, tận đáy lòng, con lại cảm nhận được sự gần gũi vô hình nào đó với niềm kính ngưỡng và xót thương mỗi khi được ngắm hình Ôn hoặc nghe qua những câu chuyện kể về năm tháng tù đày và cả những chuyến đi độc hành mà Ôn trải nghiệm. Trong đáy mắt sáng ngời của Ôn là nơi hội tụ biết bao tinh hoa của nền Phật giáo Việt Nam và hải ngoại. Ôn có đôi mắt sâu thẳm tinh anh,
nhưng nụ cười của Ôn vẫn là một điều gì đó mơ hồ trong con, bởi đối với con, giấc mơ gặp được Ôn chỉ còn là điều trong mộng. Năm tháng vẫn như nụ cười trong mộng. Kính thăm sức khỏe Ôn vượt thắng lần tử sinh này. Nguyện cho công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam được sớm hoàn thành như nguyện. Toronto, 10 tháng 10 năm 2023. Phật tử phương xa, Huyền Diệu Trang, thăm lại núi rừng xưa, Phổ Đồng, viết tặng thầy Tuệ Sĩ. Anh về thăm lại núi rừng xưa, dáng nắng mai hồng lá thoảng đưa vành nón che nghiêng hương sắc nửa sương mờ vương đất gió man man. Tìm luống đất xưa cả chớm nụ cải xanh vàng vọt ánh tà dương am rách gió mưa theo gió chướng thân gầy che chắn nỗi niềm riêng. Tìm phiến đá mòn phơi nẻo vắng chạnh lòng lã vọng suối buông câu buồn dâng con nước xuôi đôi ngả ánh mắt chưa tan một mối sầu. Thương người thương cả cuộc tang thương. Nắng sớm chiều mưa lại đổi thay. Thì nay xin gửi về thiên cổ. Một tiếng cười vang lạnh gió bay. Vạn giã 4906 âm lịch. Phổ Đồng. Long tượng Minh Sư. Minh Đạo Phương Biên. Kính ngưỡng tri ân. Hòa thượng Thượng Tuệ Hạ Sĩ. Thân gầy rong rõng chí văn thù. Chí dũng song toàn đấng trượng phu. Lao khổ ngục tù như nhập định huệ quang đức phổ bậc chân tu pháp âm thông tuệ kinh luật luận hoàng hóa độ sanh lượng đại từ hành trạng sâu dày chỉ tránh pháp tri ân long tượng bậc minh sư. Phần Lan 19 tháng 9 năm 2023. Tuệ Sĩ và nhịp thở Trường Sơn. Ngọc Hân. Ngọn gió đưa anh đi 10 năm phiêu lãng nhìn quê hương qua chứng tích điêu tàn chiều Đông Hải vẫn thầm thì cát trắng chuyện tình người và nhịp thở Trường Sơn. Tuệ Sĩ những năm anh đi. Vào tháng 9 năm 1988, người Việt ở hải ngoại bàng hoàng khi nghe tin hai nhân vật lỗi lạc của Phật giáo, thầy Tuệ Sĩ và thầy Chí Siêu, bị giam từ năm 1984, nay bị Tòa án Cộng sản Việt Nam tuyên án tử hình vì tội, âm mưu võ trang lật đổ chính quyền qua việc lập ra tổ chức Mặt trận Nhân quyền Việt Nam. Nhờ sự tranh đấu tích cực của các cơ quan nhân quyền quốc tế, Hà Nội phải giảm án xuống còn chung thân khổ sai. Thượng tọa Tuệ Sĩ đã được tổ chức Human Rights Watch trao giải thưởng tranh đấu cho nhân quyền Herman Hammert ở Út ngày 3 tháng 8 năm 1998. Ngày 1 tháng 9 năm 1998, thầy được trả tự do từ trại 3 sao Nam Hà ở miền Bắc. Trước khi thả, nhà cầm quyền CS yêu cầu thầy ký vào lá đơn xin khoan hồng để gửi lên Chủ tịch Trần Đức Lương. Thầy Tuệ Sĩ trả lời, không ai có quyền xét xử tôi, không ai có quyền ân xá tôi. Công an nói không viết đơn thì không thả, thầy không viết và tuyệt thực. Hà Nội đã phải phóng thích thầy sau 10 ngày tuyệt thực. Từ bản án tử hình đó, người ta đi tìm những tài liệu viết về hai thầy mới giật mình khám phá ra một gia tài biên khảo, chốt tác đồ sộ về Phật học, triết học và văn học của thầy Tuệ Sĩ. Nhìn vào công trình dịch kinh, biên khảo Phật học của thầy Tuệ Sĩ với kiến thức uyên bác, thầy như ngọn hải đăng soi sáng nẻo đường dẫn vào hai hệ kinh điển Nguyên Thủy Phật giáo và Đại Thừa Phật giáo bằng văn phong lịch nghiệm, bằng trí huệ bát nhã của bao tiền kiếp còn phong lại dấu ấn đến kiếp này. Sở chi đó và khối óc đó, thầy đã dành cho Phật học, bảo lưu và cống hiến cho pháp giới chúng sinh, còn trái tim và tâm đại bi, thầy đã dành cho thi ca, cho văn học bằng một hồn thơ chơi vơi trên từng con chữ, từng thi pháp, từng phím dương cầm hay từng thanh âm réo rắt của vĩ cầm và bay bổng của sáo trúc. Như nhà thơ Bùi Giáng đã viết, thấy ông vẻ người khắc khổ, không ai ngờ rằng linh hồn kia còn ẩn một nguồn thơ thâm viễn u u. Nguồn thơ thâm viễn thì ai cũng hiểu được nhưng, thâm viễn u u, là cái chi lạ quá. Tuy không hiểu được từ ngữ ở, cõi trên, của tiên sinh nhưng chữ dùng của ông đọc lên nghe cũng vui tai vì thanh âm, u u, của nó. Chưa hết, tiên sinh còn viết tiếp về thầy Tuệ Sĩ. Nhưng ai có ngờ đâu nhà sư kín đáo e dè kia. Không hề bao giờ có vướng lụy, lại còn mang một nguồn thơ Việt phi phàm. Một bài thơ, không đề của ông đủ khiến ta khiếp vía mất ăn mất ngủ. Đôi mắt ướt tuổi vàng không trời hội cũ. Áo màu xanh không xanh mãi trên đồi hoang. Phút vội vã bỗng thấy mình du thủ. Thắp đèn khuya ngồi kể chuyện trăng tàn. Người đọc đã đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, một ngạc nhiên đầy thú vị, khi một nhà tu khổ hạnh. Dáng vẻ nghiêm khắc lại có những vần thơ và văn chương diễm lệ, đẹp đến sững sờ. Này nhé, hãy đọc các đề tựa cho mỗi tiết trong quyển khảo luận Tô Đông pha những phương trời viễn mộng của thầy Tuệ Sĩ. Trời quê hương khói mù bay viễn mộng. Trời thu cao cây lá ngủ mơ hồ. 3. Trời óng ả bạc tường rêu lữ thứ. 4. Trời trăng sao in mộng triệu sông hồ.
Chưa đi vào quyển sách, chỉ mới xem qua mục lục mà những dòng chữ trên đây đã đẹp như tranh vẽ, lãng đãng khói xu ơn thơ mộng. Thế nhưng kẻ hậu học không dành Hán tự cũng đã chạy theo vật vả với những từ Hán Việt trong quyển sách này, chẳng hạn như tựa đề cho phần 1. 1. Khuyết Nguyệt Quải Sơ Đồng. 2. Lô Sơn Chân Diện Mục. Tất nhiên tác giả sẽ giải thích khi mời người đọc đi vào khu vườn thi ca của thầy. Khuyết Nguyệt, đó là mảnh trăng non, là con trăng sơ huyền. Mảnh trăng non treo trên ngọn ngô đồng thưa lá. Thi ca đã thể hiện tài hoa của nhà tu với những ẩn ngữ cao kỳ, kiêu bạc và cô liêu. Với tài hoa lãng đãng khắp thơ văn nhạc của thầy như những hoa trời rải xuống trần những thanh âm đại từ giải thoát, chúng ta thực không biết bắt đầu từ đâu, nói về lĩnh vực nào, để đi vào khu vườn thi ca như bát trận đồ của thầy, khu vườn kỳ diệu ảo hóa như đồ hình mạn đà la cát của các vị Lạt Ma Tây Tạng. Theo thầy Tuệ Sĩ, thơ là một cuộc lịch nghiệm riêng và chung, của thời đại và lịch sử. Làm sao ta hiểu được cõi thi ca trùng điệp những ẩn ngữ diệu kỳ của thiền sư? Chỗ không tịch của đảo, chỗ trùng trùng ẩn ngữ của thơ, làm sao lấy tay chỉ thẳng vào thơ mà bảo rằng hiểu được nỗi lòng của thi sĩ nên ta chỉ thưởng thức những vần thơ của thầy như thưởng thức cái đẹp diễm lệ của một bức tranh, cái hiếm quý của những cuộn chỉ thảo papyrus, cái âm ba diệu vợi của dòng sông trăng, Moonlight Sonata. Buổi sáng mùa xuân, sương còn đọng trên ngọn cỏ, bước chân đi trên những con đường thơm hương cỏ non và thơm mùi khuynh diệp. Tôi ngước nhìn bầu trời trong xanh, nắng đẹp xa vắng mà nghĩ đến khung trời hội cũ trong đôi mắt ướt tuổi vàng khung trời hội cũ của thầy Tuệ Sĩ. Đó có phải là đôi mắt của người áo lục một thời tuổi vàng qua những khung trời mở hội để tham vấn đạo, tìm về bản tâm trong suốt để giác ngộ giống như một thiện tài đồng tử Sudana đã đi qua 53 cung đường để cầu đạo trong phẩm nhập pháp giới của kinh Hoa Nghiêm. Phải chăng khi quê hương trở thành những chứng tích điêu tàn, khi dân tộc trầm mình trong cơn đày đọa thì áo màu xanh không còn phất phới trên đồi hoang của thời đạo Pháp vàng son của nước Thanh Bình cũ? Tuệ Sĩ là một đạo sư uyên bác chắc tuyệt, một thi văn nhạc sĩ tài hoa thơ mộng dị thường, một người yêu nước với đầy đủ đức tính bi, trí, dũng của một Bồ Tát giữa đời thường nên đã chọn con đường ở lại với quê hương dân tộc, yêu nước thương dân bằng một tấm lòng thao thức chăn trở, bằng một tính mạng sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng đối mặt với tử sinh. Người ở lại giữa lòng tay bạo chúa cọng lau gầy chịu nặng ánh tà dương rồi trước mắt ngục tù thân bé bỏng ngón tay nào gõ nhịp xuống tường rêu. Trong trại giam X4 ở Sài Gòn năm 79, thầy Tuệ Sĩ đã tìm em, quê hương trong giấc chiêm bao. Yêu em dâng cả dáng chiều thu em đốt tình yêu bằng hận thù cháy đỏ mùa đông ta vẫn lạnh giấc mơ không kín dãy song tù. Là những người xa xứ, chúng ta cứ luôn nhớ về quê hương nghìn trùng xa cách. Còn thầy Tuệ Sĩ đang sống trên quê hương mình mà lạc mất quê hương. Quê người trên đỉnh Trường Sơn, cho ta gửi một nỗi hờn thiên thu. Quê hương người trên núi rừng Trường Sơn gió ngàn bạt đỉnh, nơi người đã lớn lên cùng sa mù khí núi là nhịp thở Trường Sơn, nơi những ngọn gió Lào khô nóng như thổi lửa lên chiến đất bên này dãy Trường Sơn, nơi biển đông mấy độ chiều lên khóc tràn cuộc lữ long đong, bước chân du tử của người vì thế đã bẽ bàng ca khúc trên môi. Năm tháng vẫn như nụ cười trong mộng người mãi đi như nước chảy xa nguồn bờ bến lạ chút tự tình với bóng. Mây lạc loài ôi tóc cũng nghìn năm. Cũng như thi hào Tô Đông Pha của thơ và đảo, con người thi sĩ của thiền sư Tuệ Sĩ cũng đã lao đao và tiêu sái trong cõi thơ trầm mặc phiêu bồng, trong cõi đọa đày viễn mộng của bóng chấp mây chiều nên thi ca của thầy cũng là chứng tích của ba đào lịch sử. Cõi thiền vốn không lời nên trên đỉnh cao của Trường Sơn chỉ là sự im lặng. Sự im lặng của cánh chim hồng cô độc bay vút tận chân mây, để rơi rụng mùa thu tóc trắng. Cõi thơ của Tuệ Sĩ vốn ẩn ngữ diệu kỳ, chôn ẩn tình trong lòng núi Trường Sơn hùng vĩ, đồng vọng một nỗi buồn thiên thu, một mối hận thu cao nhưng vẫn tràn ngập chân tình như mưa lũ biên quương, vẫn đại từ đại bi đại trí theo bước chân Bồ Tát phổ độ chúng sinh. Tình chung không trả thù người, khuất thân cho trọn một đời luân lưu. Cõi thơ của thiền sư đã phiêu bồng mà cõi nhạc cũng âm trầm cung bậc. Những dấu lặng trong trường canh nhạc đối với nhạc sĩ có phải là những lúc trầm tư vừa không vừa tĩnh? Theo thiền sư Tuệ Sĩ, tĩnh cho nên thâu tóm mọi vọng động và không, cho nên bao hàm vạn cảnh. Ngắm nhìn sự đời, bôn ba giữa đời mà thấy mình như nằm trên chóp đỉnh mây cao. Đủ hết các thứ mặn nồng, chua chát, trong đó có cái hương vị tuyệt vời. Những dấu lặng cho âm đàn đứt vội như khổ lụy lao đao của đọa đày viễn mộng nhưng những dấu thăng chợt vút lên như cánh chim bạt ngàn từ quãng vô biên. Nhạc đã đi vào thơ cho bài thơ lên tiếng hát và thơ đã đi vào nhạc cho sợi khói buông trùng dòng nhạc chơi vơi.
Chiều như thế, cung trầm khắc khoải, giát đầu tay nốt nhạc triền miên. Ôm dấu lặng, nhịp đàn đứt vội, anh ở đâu, khói lụa ngoài hiên, những điệp khúc cho dương cầm. Bài thơ gần đây nhất trong năm nay của thầy Tuệ Sĩ là bài Thiên Lý Độc Hành gồm 13 khổ mà khổ cuối cùng chỉ 2 câu. Khi về anh nhớ cài quai nón, mưa lạnh đèo cao không cõi người. 2 câu thơ nghe lạnh buốt tâm can, lạnh đến nao lòng ứa lệ. Dặn dò ai đây hay dặn dò cho chính mình nhớ cài lại quai nón khi về trên đèo cao, bởi gió hú đèo cao thổi mạnh quá, mưa lưng chừng đèo lạnh quá và tiếng gió qua đèo nghe buồn quá. Người về một bóng trên đèo vắng, nghe lạnh đường trăng, núi thở dài. Vẫn cánh chim hồng lẻ loi giữa trời cô tịch, vẫn treo áo ai bay vách núi ngàn năm phơi tuế nguyệt, vẫn bước chân ai nhẹ đi về cõi tâm không mà vẫn nghe quá khứ ngập trong nắng tàn. Thơ đến rồi đi không dấu vết, người đi về miền viễn mộng không dấu chân lưu, nên thơ dù có hiển hiện ba đào lịch sử, có hận thu cao, có trời viễn mộng đọa đày nhưng thơ của thiền sư Tuệ Sĩ vẫn nhẹ tênh, tuyệt nhiên không hận thù, không nặng sầu bi ai than oán và, không giấu chim bay. Theo Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Thủ hay Ôn Già Lam, nói đến Phật giáo Đại Thừa là nói đến Bát Nhã. Vì Bát Nhã là đầu mối, là mạch nguồn từ đó các trào lưu tư tưởng Đại Thừa kể cả mật giáo khởi dậy. Trong các buổi giảng pháp của Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Úc, phần mở đầu chương trình mỗi ngày là thời tụng Bát Nhã Tâm Kinh bằng nhiều ngôn ngữ, trong đó có cả tiếng Việt, của nhiều truyền thống Phật giáo. Thế nên để kết thúc bài viết này, xin cung kính gửi đến thiền sư Tuệ Sĩ câu thần chú Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tây Đi A Tha Ghét Ghét Para Ghét Para Sa Milogram Ed Body Swaha. Quảng Anh Ngọc Hân. Sydney 2023. Tuệ Sĩ. Tiếng thét vô thanh giữa trời viễn mộng. Nguyên Cẩn. Nikos Kazanakis viết, chọn tâm hồn tôi là tiếng thét thì tác phẩm của tôi là lời chú giải cho tiếng thét ấy. Ta có thể nói gì về thơ Tuệ Sĩ và tiếng thét trong tận cùng sâu thẳm tâm hồn như lời thơ không lộ, hữu thời trực thướng cô phong đảnh trường khiếu nhất thanh hàn thái hư. Có khi chót vót đầu non quạnh một tiếng cười vang lạnh đất trời. Nhận định về Tuệ Sĩ, Phạm Công Thiện đã viết, một con người vừa là thi sĩ, vừa là thiền sư, vừa là nhà hành động nhập thế với tinh thần vô công dụng hạnh của Bậc Bồ Tát. Hành động tích cực, mãnh liệt toàn triệt mà vẫn giữ cảm thức viễn ly và viễn mộng. Về thơ Tuệ Sĩ, ông viết, thơ Tuệ Sĩ chính là tiếng thơ đổi giọng của một loài chim bay từ cõi xa xưa của vô biên tế kiếp trong lòng sâu thẳm của tính mệnh quê hương. Có mâu thuẫn gì không giữa một hồn thơ nhạy cảm đầy những cung bậc cảm xúc và sự huân tập một đời trong triết lý Phật Pháp thâm sâu. Tuệ Sĩ như một thi sĩ. Từ năm 1969, Bùi Giáng đã nhận định về Tuệ Sĩ, chỉ qua bài thơ Khung Trời Cũ. Đôi mắt ướt tuổi vàng khung trời hội cũ áo màu xanh không xanh mãi trên đồi hoang phút vội vã bỗng thấy mình du thủ thắp đèn khuya ngồi kể chuyện trăng tàn từ núi lạnh đến biển im muôn thuở đỉnh đá này và hạt muối đó chưa tan cười với nắng một ngày sao trong thế nay mùa đông mai mùa hạ buồn trăng. Đếm tóc bạc tuổi đời chưa đủ bụi đường dài gót mỏi đi quanh giờ ngó lại bốn vách tường ủ rũ suối rừng xa ngược nước xuôi ngàn. Ông viết, Tuệ Sĩ một vị sư. Ông viết văn nghiêm túc. Những sở chi của ông về Phật học quả thật quảng bác vô cùng. Thấy ông vẻ người khắc khổ, không ai ngờ rằng, linh hồn kia còn ẩn một nguồn thơ thâm viễn u chỉ một bài thơ, Tuệ Sĩ đã trùm lấp hết mọi chân trời mới cũ, từ đường thi Trung Hoa tới siêu thực Tây Phương. Còn tâm nhiên, một trong những người có lúc nhận mình là thị giả của Tuệ Sĩ thì kết luận, chúng ta có thể gọi Tuệ Sĩ là một thiền sư thi sĩ với ý nghĩa trọn vẹn, tốt đẹp nhất của danh từ. Điều đó chứng tỏ qua những tác phẩm thâm viễn, uyên áo, nhất là thể hiện qua phong cách sống đạm bạc, đơn sơ, giản dị mà rất nghệ sĩ phóng khoáng, an nhiên, tự tại. Khai mở thông lộ tự do cho con người, biết mỉm cười vô ý, trên tinh thần vô chấp, sáng tạo, hạo nhiên chi khí, đại bi tâm. Nhà thơ làm kẻ độc hành trên con đường thiên lý, thõng tay vào cuộc. Lữ, lạnh lùng, cô đơn tuyệt đỉnh. Ta làm kẻ rong chơi từ hỗn độn treo gót hài trên mái tóc vào thu ngồi đếm mộng đi qua từng đọt lá rũ mi dài trên bến cỏ xương khô vì lêu lổng 10 năm trời nói mộng ôm tình già quên bẵng tuổi hoàng hôn một sớm nọ nghe chim buồn đổi giọng người thấy ta xô dạt bóng thiên thần Tuệ Sĩ. Seo Ly xem thơ là một điều gì đó rất thiêng liêng ghi lại những khoảnh khắc đỉnh cao và hạnh phúc nhất của tâm hồn. Còn Emily Dickinson thì lại có cái nhìn về thơ rất ấn tượng. Nếu một cuốn sách làm cho tôi thấy giá lạnh mà không một ngọn lửa nào có thể sưởi ấm, tôi biết đó là thơ. Nếu tôi thấy mình đang cất cánh, tôi cũng biết đó là thơ,
Như vậy thơ nâng cao tâm hồn con người đến cảnh giới mà Đặng Tiến khi nói về câu thơ, áo màu xanh không xanh mãi trên đồi hoang, nói rằng màu xanh đó là màu trong chiều kích tâm linh, không còn là một thực thể nữa. Robert Frost lại cho rằng, thơ ra đời khi cảm xúc đã tìm thấy tư duy của mình và tư duy đã tìm ra lời để diễn đạt chúng. Edgar Allan Poe thì cho rằng, nỗi buồn là giọng điệu phù hợp nhất của thi ca. Một nhà thơ lớn khác, T.S. Eliot, chủ nhân giải Nobel 1948 từng nói, thơ không phải là vòng quay chậm rãi của cảm xúc mà là một lối thoát của cảm xúc, không phải là sự biểu hiện của tính cách, nhưng một lối thoát cho cá tính. Với Tuệ Sĩ thì sao? Người nhận định về thơ Tô Đông Pha, người viết, thơ phát ra từ những khổ lụy và những nguyện ước khơi vơi của cuộc tồn sinh. Từ độ đó, thơ đi vào những thảm họa hoành sinh của lịch sử. Từ buổi bình minh, thơ vang vọng những lời tình tự thiết tha, từ tiếng chim thư cư nơi cồn cát đến những đêm dài trằn trọc. Thơ dấn bước đi vào cuộc lữ thơ phát ra từ cuộc lữ đọa đày rồi trở lại đọa đày cuộc lữ. Cuộc lữ là trường thể nghiệm lịch sử tồn sinh thảm họa của thơ và thơ mở rộng những phương trời lữ thứ. Quê hương nguyên thủy chỉ là những âm vang của lịch sử, vang dội ngân dài trong những phương trời viễn mộng. Cho nên đất của thơ là đất trích, là những vùng đài ải, đường của thơ là quán trọ, là những bước đường ngược gió. Mặn nồng nơi đất trích, lân la nơi quán trọ, cuộc thể nghiệm dây dưa với hàng triệu vấn vương và cũng là cuộc thể nghiệm cho khước từ tuyệt đối bởi cách điệu trầm trọng như thế. Nên thơ là phong vận tài hoa, đẹp như những cụm mây trời trong nắng sớm. Tuệ Sĩ, Tô Đông Pha, những phương trời viễn mộng. Hình như đó cũng là cõi thơ của người với những vần thơ tài hoa vương vấn nhiều khổ lụy trần gian, cũng phiêu bồng trong nắng sớm mưa chiều, qua những ngày tự do và thiếu tự do, như cánh chim bằng muốn bay vút cao vào bầu trời bao la trên kia mà bao hệ lụy trần gian níu bước. Ngược xuôi nhớ nửa cung đàn ai đem quán trọ mà ngăn nẻo về. Hay ngăn được nẻo về khi thi sĩ bước đi với tất cả hoài vọng, ước mơ tuổi trẻ lúc ban đầu. Một con én một đoạn đường lay lất một đêm dài nghe thác đổ trên cao ta bước vội qua dòng sông biển biệt đợi mưa dầm trong cánh bướm xôn xao. Ta nhớ Calvin Gibran khi ông từng nói, thơ là thỏa thuận giữa niềm vui, nỗi đau và băn khoăn, với một dấu gạch ngang của từ điển. Trong thơ Tuệ Sĩ, ta thấy cả ba điều ấy đan quyện trong nhau. Cho hết đêm hè trong bóng ma tàn thu khói mộng trắng ngân hà trời không ngưng gió chờ sương động nhưng mấy nghìn sao ố nhạt nhòa cho hết mùa thu biệt lữ hành rừng thu mưa máu giạt lều tranh ta so phấn nhụy trên màu úa trên phím dương cầm hay máu xanh. Hè hay thu cũng chỉ là những ngoại cảnh tạo nên trong tâm hồn thi sĩ những cảm xúc sâu lắng. Màu sắc hay âm thanh cũng chỉ gợi lên những cảm xúc cho người làm thơ. Rilke khi nói với người thi sĩ trẻ tuổi đã khuyên rằng. Nhất là ông hãy tự hỏi vào giây phút thầm lặng nhất trong đêm tối. Tôi có thực sự phải cần viết không? Và nhà thơ được yêu cầu đào xới trong tâm hồn mình để tìm cho ra một câu trả lời thâm thúy nhất. Ngay trong những giây phút lạnh nhạt nhất, hoang trống nhất, đời sống của một thi sĩ phải trở thành dấu hiệu và chứng tích cho lòng khao khát thôi thúc ấy và anh ta phải nói lên những nỗi buồn, những khát vọng, những tư tưởng thoáng hiện trong hồn và niềm tin của anh ta vào một vẻ đẹp mênh mang nào đó. Hãy nói lên những cái ấy với lòng chân thành thắm thiết, lặng lẽ và khiêm tốn. Tuệ Sĩ đã chiêm nghiệm tất cả những nỗi buồn hay khát vọng ấy tha thiết như một thi sĩ, sáng tạo để giết chết cái chết, như một nhà hiền triết nào đó nói, Créer, Cetiver Lamotte. Hay như William Woodsott nhận định, thơ tràn ra tự phát khi cảm xúc dâng cao. Nó bắt nguồn từ sự hồi tưởng trong yên tĩnh, cảm xúc dự tính sẽ đến nhờ một phản ứng. Từ đó sự yên tĩnh dần biến mất và một cảm xúc đồng điệu với sự chiêm nghiệm ra đời. Đó cũng chính là điều thực sự tồn tại trong tâm trí chúng ta. Người thi sĩ ấy nghe quá khứ gọi về từng giấc mơ ngày xưa và những bóng hình kỷ niệm với cảm xúc dâng cao. Gà sao xác gọi hồn ta từ quá khứ về nơi đây cùng khốn với điêu linh hương trái đắng mùa thu buồn bụi đỏ ôi ngọt ngào đâu mái tóc em xinh từng tiếng lẻ loi buồn thống thiết nghe rộn ràng từ vết lở con tim. Người khởi hành từ quê nhà đi qua nhiều miền đất Nam Trung Bộ và cả núi rừng phía Bắc trong những ngày có tự do và cả những ngày thiếu vắng tự do. Nỗi ám ảnh Trường Sơn và một nỗi hờn sâu kín tự thuở thanh xuân đã khiến Tuệ Sĩ viết những dòng thơ tha thiết. Còn nghe được tiếng ve sầu còn yêu đốm lửa đêm sâu bập bùng quê người trên đỉnh Trường Sơn cho ta gửi một nỗi hờn thiên thu. Mộng và thực quyện vào nhau, nhưng tỉnh giấc vẫn còn đó nỗi u uất của chàng tuổi trẻ ngày xưa.
vẫn lăn lóc với đá mòn dứt nối đá mòn ơi cười một thuở chiêm bao quỳ xuống nữa ngủ vùi trong cát bụi nửa chừng say quán trọ khóc lao sao tay níu nửa gốc thông già trơ trọi đứng bên đường nghe mối hận lên cao. Mối hận lên cao nhưng thi sĩ cứ phải dấn thân trong cuộc lữ, như Nietzsche nói, bổn phận mi là lên đường đi đến hố thẳm, im lặng, một cách rộng lượng và không hy vọng. Nói theo ngôn ngữ thiền, đã về, đã tới, bây giờ, ở đây. Một bước đường thôi nhưng núi cao trời ơi, mây trắng đọng phương nào đò ngang neo bến đầy sương sớm cạn hết ân tình nước lạnh sao. Một bước đường xa xa biển khơi mấy trùng sương mỏng nhuộm tơ trời thuyền chưa ra bến bình minh đỏ nhưng mấy ngàn năm tống biệt rồi. Thuyền chưa ra biển mà đã mấy ngàn năm tống biệt, thời gian chỉ còn là một ý niệm trong tâm thức chúng ta. Một cách tình cờ, Rieu viết, dù ngay lúc ông ở trong nhà tù đi nữa. Giữa những vách tường bưng bít không để lọt vào những tiếng động của thế gian, phải chăng lúc đó trong lòng ông vẫn luôn luôn còn là tuổi thơ bé bỏng của ông, kho tàng vương giả quý báu, sự giàu sang tuyệt vời, chứa chất bao nhiêu là kỷ niệm. Và kêu gọi, hãy cố gắng làm tuôn chảy ào ạt những cảm giác ẩn hiện phát nguồn từ dĩ vãng bao la đó, cung cách riêng biệt của con người ông, sẽ trở nên cứng rắn, nỗi cô đơn của ông sẽ được trải rộng tràn ngập và ông trở thành một nơi trú ẩn cho những giây phút vô định của ban ngày đóng kín lại những tiếng động bên ngoài. Tuệ sĩ vẫn còn đó nỗi suy tưởng về Trường Sơn và tuổi trẻ qua những cung bậc âm thanh ngày đó. Lời tiễn biệt nói gì sau tiếng hát hỏi phương nào cho nguyện ước Trường Sơn lời em ca phong kín nhụy hoa hờn anh chịu nặng núi rừng trong đáy mắt mờ phố thì những chiều hôn suối tóc bóng ai ngồi so phím lụa đàn xưa. Thi sĩ đã nhìn quê hương trải qua ly loạn. Chiến tranh với bao tang thương biến đổi, con người với cái sống và chết mong manh như hơi thở, dòng chơi hỗn độn cùng ma quỷ. Ta nhớ mãi ngày đông tràn rượu ngọt ngày hội mùa ma quỷ khóc chơi vơi chưa phố thị nhạc buồn loang nắng nhạt chìm hư vô đáy mát động ngàn khơi đây khúc nhạc đưa hồn lên máu đỏ bước luân hồi chen chúc cọng lau xanh xô đẩy mãi sóng vàng không bến đỗ trời lênh đênh ma quỷ rác cho tàn. Thế giới tuổi thơ vẫn là một kho tàng ký ức sống động trong hồn với chập trùng kỷ niệm để có hôm chợt nhận ra rằng đá mòn phơi nẻo tà dương nằm nghe nước lũ khóc chừng cuộc chơi, vì vạn vật vô thường biến ảo, con sông nào ta đã qua ngày xưa, kể cho ta nghe câu chuyện cũ năm nào. Người đứng mãi giữa lòng sông nhuộm nắng kể chuyện gì nơi ngày cũ xa xưa con bướm nhỏ đi về trên cánh mỏng nhưng về đâu một chiếc lá xa mùa. Năm tháng vẫn như nụ cười trong mộng người vẫn đi như nước chảy xa nguồn bờ bến lạ chút tự tình với bóng mây lạc loài ôi tóc cũ ngàn năm. Đất đỏ thắm nên lòng người hớn hở đá chưa mòn sao lòng dạ chơ vơ thành phố nọ bởi sương mù nắng quái nên 10 năm quên bẵng mộng giang hồ. Trần gian chúng ta bị phân ly, phân cách, phân tranh nên có lúc hóa thành địa ngục với bao oan khiên, nghiệt ngã, đọa đày diễn ra khắp nơi với những kẻ tàn bạo, vô nhân đạo, trên khắp mọi nơi từ chiến tranh Việt Nam ngày xưa cho đến Trung Đông hay Châu Phi, hôm nay với bao nhiêu tài ương đổ xuống dân lành, thi sĩ đã cảm nhận niềm bi mẫn của một thiền sư. Ôi nỗi buồn từ ngày ta lạc bước cố quên mình là thân phận thần tiên. Vì lửa đã tắt từ buổi đầu sáng thế một kiếp người day dứt bụi cho bay tôi ngồi mãi giữa tha ma mộ địa lạnh trăng tà lụa trắng trải rừng cây khuya rờn rợn gió vèo run bóng quỷ quỷ run run hôn mãi lóng xương gầy khóc năn nỉ sao hình hài chưa dã để hồn tan theo đốm lửa ma chơi khi tâm tư chưa là gỗ mục lòng đất đen còn giọt máu xanh. Tuệ sĩ như một thiền sư. Người làm thơ với tất cả cung bậc cảm xúc thất tình có lúc sẽ quên đi vì nhận chân ra bản chất thực sự của hiện hữu. Vào những năm rất trẻ người đã viết, triết học về tánh không. Tâm nhiên viết về tuệ sĩ, đạt đến cõi thượng thừa của thơ như người học thiền chứng chỗ không tịch của đạo, cái đó vừa khó vừa dễ. Học thiền 30 năm, đày đọa thân tâm mà không thành. Phẫn chí bỏ đi, bất chợt thấy một cánh hoa rơi, cõi không tịch cũng hoát nhiên, đột ngột mở ra. Chỗ ảo diệu đó, khó giảng cho thông, cho nên không thể nào lấy tay chỉ thẳng vào cõi thơ, rồi bảo đây là chân diện mục của nó thật vậy, thế giới thi ca tuệ sĩ đơn sơ mà kỳ vĩ, bi ai mà hùng tráng, im lặng mà sấm sét, tĩnh tọa mà phiêu bồng. Đó là cõi thơ thống thiết, bi tráng, vọng vang lên từ một tâm hồn cô liêu cùng tuyệt với hồn thơ hoàng viễn, uyên mặc, u ẩn, ngân dài trên giai điệu trầm tư, lãng đãng. Thi nhân làm kẻ rong chơi từ thuở hồng hoang hỗn độn. Phiêu bồng, lêu lổng 10 năm trong cuộc lữ trần xa. Theo Đạt Ma ngữ lục thì tổ dạy rằng khi không còn vọng tưởng, tâm là cõi Phật, khi có vọng tưởng, tâm là địa ngục. Chúng sanh tạo tác vọng tưởng, lấy tâm sinh tâm nên thường ở chốn địa ngục. Bồ Tát quan sát vọng tưởng, không đem tâm sinh tâm, nên thường ngồi cõi Phật. Khi tâm đắc niết bàn thì không thấy có niết bàn.
Vì sao? Vì tâm chính là Niết Bàn. Hết thảy các phiền não là hạt giống tâm của Như Lai, vì do phiền não mà được trí tuệ. Do đó thân tâm là ruộng nương, phiền não là hạt giống, trí tuệ là chồi mầm, Như Lai ví như lúa thóc. Phật từ tâm mà hiện, ngoài cây không có hương, ngoài tâm không có Phật, yên lặng mà dính vào tướng trạng, yên lặng cũng là trói buộc. Tính của văn tự vốn là giải thoát, văn tự không có gì trói buộc vốn không can hệ với văn tự. Thế nên tuệ sĩ nhìn cuộc đời nhẹ nhàng dù chứng kiến bao điêu tàn, đổ vỡ, với tâm thế kẻ lãng du trong cuộc lữ. Ngọn gió đưa anh đi 10 năm phiêu lãng nhìn quê hương qua chứng tích điêu tàn chiều Đông Hải vẫn thì thầm cắt trắng chuyện tình người và nhịp thở Trường Sơn 10 năm nữa anh vẫn lầm lì phố thì yêu rừng sâu nên khóe mắt dưng dưng tay anh với trời cao chim trời rủ rỉ đời lênh đênh thu cánh nhỏ bên đường. Thi sĩ cảm nhận quê hương như một bài ca. Anh cúi xuống nghe núi rừng hợp tấu. Bản tình ca vô tận của Đông Phương. Bản tình ca vô tận ấy, thi nhân vẫn nghe ngân nga bất tuyệt trên những dặm dài lữ thứ, không chỉ ở những ngôi chùa mà còn ở những làng mạc, phố xá, quán trọ ven đường. Ta hiểu, khi mê ở bờ bên này, khi ngộ ở bờ bên kia. Nếu biết tâm là không, không thấy tướng thì rời cả mê và ngộ. Khi rời mê ngộ thì cũng không có bờ bên kia. Đạt Ma Ngữ Lục. Trong ba thân, báo thân, hóa thân và pháp thân. Thi sĩ thiền sư hóa thân vào đời không chỉ nhằm là cứu độ chúng sanh, mà luôn giữ báo thân, là thân thanh tịnh, chỉ có Phật và Bồ Tát mới thấy được và pháp thân là thân vũ trụ, bình đẳng cùng khắp. Tâm nhiên nhận định, cuộc sống nếu nhìn từ chân đế, vốn là tuyệt trần chân mỹ, vốn là bất sinh bất diệt, vốn là Niết Bàn. Thi sĩ thiền sư bước vào đời nhưng như dấn bước trong cõi tịnh độ vô biên vì tâm bao dung, chứa đầy, muôn hộc từ bi, hàn mặc tử. Matthew Arnold viết, sự vĩ đại của một nhà thơ nằm trong những ý tưởng đẹp đẽ và mạnh mẽ để sống và trả lời cho câu hỏi làm thế nào để sống. Ta sống lại trên nỗi buồn ám khói vẫn yêu người từng khoảnh khắc chiêm bao từ nguyên sơ đã một lời không nói như trùng dương ngưng tụ ánh hoa đào. Lòng như trùng dương vì thương yêu muôn loài chúng sinh, dẫu âm thầm dấn bước, lặng lẽ, kiêu bạc và chấp nhận sự cô đơn tuyệt đỉnh. Thiền sư tuệ sĩ đã nhìn về quê hương và cuộc đời thân thiết xiết bao khi viết, em mắt biết ngây thơ ngày hội lớn khóe môi cười nắng quái cũng gầy hao như cỏ trắng giữa đồng xanh bất tận ta yêu người vì khoảnh khắc chiêm bao. Em hay ai nữa chính là cuộc đời, là quê hương, là hình ảnh của cuộc tồn sinh, với nguyên lý thứ nhất khổ đế, đời là bể khổ, như một mệnh đề khẳng định. Tuy nhiên cũng như Bùi Giáng, tôi đã nguyện yêu trần gian nguyên vẹn hết tâm hồn và hết cả da xương. Thì tuệ sĩ cũng hết lòng với cuộc đời dù lên thác xuống gành, giữa lòng phố thị hay trong tận rừng sâu cô quạnh. Ai biết mình tóc trắng vì yêu ngọn nến tàn rừng khuya bên bếp lạnh ngồi đợi gió sang canh. Ta nhớ Calvin Gibran khi ông viết, cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Đợi gió sang canh chờ ngày mới, thắp lên tin yêu để sống và tiếp tục cuộc hành trình về phía trước với tâm thế kẻ dấn thân dù hiểu chỉ là viễn mộng. Như Dylan Thomas. Một nhà thơ sư Will từng nói, thơ là những gì làm bạn khóc, cười, đau khổ, câm lặng, làm móng chân của bạn lấp lánh, làm bạn muốn làm mọi điều hay chỉ ngồi yên một chỗ, khiến bạn thấy rằng mình cô độc trong thế giới, rằng hạnh phúc, khổ đau của riêng mình đã được mãi mãi sẻ chia. Thi sĩ hòa nhập với thực tại để thấy. Trời viễn mộng đọa đày đi mấy thuở mộng kiêu hùng hay muối mặn giữa trùng khơi vén thanh sắc đổ mù khơi về đối diện cuộc ân tình lơi là vội chia phôi trăng nằm xuống duỗi dài hai bến hẹn một dòng sông vồn vã động chân trời. Theo kinh Lăng Già thì sự hiện hữu của thế giới hư vọng và điên đảo này giúp cho kẻ trí thực hiện được sự chuyển ý trong tâm và đánh thức được thánh trí từ ảnh hưởng mê ngủ của tập khí bị huân tập từ vô thỉ. Các hình ảnh của u mê ám chướng đó biểu lộ qua nhiều hình thái như tâm, ý, ý thức làm cho ý thức chia sẻ. Khu biệt thực tại, như trong giấc mộng thành chủ thể và các hình tướng tương tục, rồi chấp rằng chúng là có thực và cuối cùng chấp vào đó như là chân lý. Thế nhưng do giác ngộ được bản tính như huyễn của các vọng tưởng của tri thức nên bậc thượng trí vượt lên trên các vọng tưởng đó, biết được chúng là vọng pháp, biến chuyển hư ngụy thành chân lý, huyễn tượng thành thực tại. Khi từ bỏ những gì liên quan đến thế giới hư vọng nếu có một tưởng sinh khởi thì tưởng đó cũng là hư vọng, giống như hoa đốm rơi trong mắt. Khói ơi, bay thấp xuống đi cho ta nắm lại chút gì thanh xuân ta đi trong cõi vĩnh hằng nhớ tàn cây nhỏ mấy lần rụng hoa. Mọi sai lầm liên quan đến thế giới hư vọng này đều xuất phát từ sự chấp trước của kẻ phàm phu vào cái không thực, do tâm mê muội của họ tạo ra. Còn bậc thiện tri thức thoát ly khỏi tất cả các điều này.
thân như điện ảnh hữu hoàn vô vạn vật xuân vinh thu hữu khô nhậm vận thịnh suy vô bộ ý thịnh suy như lộ thảo đầu phô thân như bóng chấp có rồi không. Cây cỏ xuân tươi, thu nhuốm hồng, mặc cuộc thịnh suy đừng sợ hãi thạnh suy như cỏ hạt sương đông thiền sư vạn hạnh. Như ý kinh kinh cang, nhất thiết hữu vi pháp như mộng nguyễn bảo ảnh như lộ diệt như điển ưng tác như thị quán. Phiền não tức bồ đề tâm như tuệ sĩ viết, bồ đề tâm. Đó là chí nguyện nóng bỏng của một chúng sinh tự thấy mình đang sống trong cảnh tối tăm giữa đọa đày khổ nhục, mong tìm một con đường sáng, không những để giải thoát bản thân khỏi những đe dọa áp bức mà còn là để giải thoát cho tất cả những người cùng cảnh ngộ. Và người đã sống với niềm tin vào chánh pháp của mình, không lùi bước trước bất cứ sự đe dọa, hay quyền lực nào, đại hùng, đại bi, đại trí người đã tự mình đứng vững trước mọi thúc phọc của đời sống, mọi triền phược của nhân gian, mọi áp chế của bất kỳ thế lực nào. Krishnamurti từng viết, con người là kẻ tự giải phóng bản thân. Phải chăng đó là đạo lý tối thượng của đời sống? Biết bao nhiêu bậc hiền nhân Trác Việt đã nhắc nhở và đã thể hiện bao lần giữa lòng đời. Họ là những bậc đạo sư, những con người đã làm lễ cưới với đời sống, chứ không phải với những nguyên tắc, luật pháp, tín điều, luân lý, tín ngưỡng. Những bậc đạo sư đúng nghĩa thì chẳng bao giờ bày đặt ra lề luật, hay giới luật, họ chỉ muốn giải phóng con người. Trong những hải đảo xa xôi xanh thẫm, trên giọt sương mong manh, trên con sóng vỡ bụi, trên ánh nước lung linh, trên cánh chim tung trời, trên lá non đầu xuân, người sẽ nhìn thấy nét mặt người yêu của ta. Trong đền điện linh thiêng, trong vũ trường mê đắm, trên nét mặt thánh thiện của tu sĩ, trong bước đi lảo đảo của người say rượu, nơi những gái điếm giang hồ và những trai tân trinh nữ, người sẽ gặp người yêu của ta. Krishnamurti, tuệ sĩ cũng viết, tóc em bay trong sương chiều khói biếc dệt tơ trời thành khúc hát bâng khuâng tình hay mộng khi trường sơn xa hút đến bây giờ mây trắng gửi tin sang. Thiền sư Nhất Hạnh có lần chỉ bảo, hãy dâng cho nhau hạnh phúc và an trú phút giây này. Hãy buông thả dòng sầu khổ về nâng sự sống trên tay. Hãy thưởng thức những cái kỳ diệu của sự sống ngay trong giây phút hiện tại. Trời mưa cũng đẹp, trời nắng cũng đẹp. Nếu ta không có mặt thì những màu nhiệm ấy sẽ đi qua như một giấc mơ. Cho nên công phu là gì? Công phu là sống sâu sắc đời sống hàng ngày, thở mỗi hơi thở, bước một bước chân là ta tiếp xúc được với những màu nhiệm của sự sống. Tuệ sĩ viết, ôi hạnh phúc chợt thấy mình nhỏ bé chép tình yêu trên trang giấy thơ ngây ta cúi xuống trên chân người bụi đỏ để nhìn sâu trong vết tích hoang đường ta sống lại trên môi cười rạng rỡ để nhìn sâu trong ngọn nến tàn canh. Vì chợt nhận ra trên đỉnh đèo cao bát ngát trông rừng mây xanh ngất tạnh vô cùng từ ta trải áo đường mưa bụi tưởng thấy tiền thân trên bến không. Nói như ngôn ngữ thiền tông, thi nhân lang thang trời phương ngoại, thõng tay vào chợ. Ta về một cõi tâm không vẫn nghe quá khứ ngập trong nắng tàn còn yêu một thuở đi hoang thu trong đáy mắt sao ngàn nửa khuya. Ta chợt nhớ lời thơ Ba Xô. Ta vỗ bàn tay. Dưới trăng mùa hạ tiếng rội về ban mai. Hay thơ Quách Tấn. Nghìn xưa không còn nữa, nghìn sau rồi cũng không, phảng phất bờ trăng dạng, hương yêu đàm trổ bông. Nguyễn Công Thanh bình luận, tồn tại và hủy diệt, sắc và không, hữu và vô đều cùng bản thể, nhất như. Nghìn xưa không còn là thực tại, quá khứ nghìn năm sau sẽ không còn, và tương lai nghìn năm sau dù chưa hiện hữu cũng chẳng tồn tại. Tất cả đều là không, không ở đây chẳng phải là sự đối đãi, đối lập giữa, có, và, không, hữu, và, vô. Mà là cái không vượt lên trên. Đó là chân không diệu hữu. Sống trong pháp giới hoa nghiêm là sống trong nhất tâm thanh tịnh. Nói như dồn cách cây bút nổi tiếng của Mỹ thế kỷ 20, còn có thơ ngay khi chúng ta nhận ra mình không sở hữu bất cứ điều gì. Đó là khi ta về một cõi tâm không. Thế đấy tuệ sĩ vẫn lồng lộng một cõi thơ uy nghi với tất cả những ảo diệu ngôn từ, dù thăng trầm bao cung bậc, dù nếm trải bao nhiêu thiên ma bách chiết, oan khiên nghiệt ngã. Vẫn là một thiền sư thi sĩ trong ý nghĩa chân chính nhất, dung nhiếp mọi oán hờn, hóa giải mọi dị biệt, đi trong cuộc lữ như giữa lòng tịnh độ, vô ý, vô ưu và vô ngại. Từ ta trải áo đường mưa bụi tưởng thấy tiền thân trên bến không. Hãy đọc và chiêm nghiệm thơ người trong tinh thần ấy. Nguyên Cần, Tủ Sách Áo Lam xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe hết tập 7. Nếu quý vị chưa đăng ký thì hãy subscribe đăng ký vào kênh Tủ Sách Áo Lam để chúng con thông báo khi chúng con tải tập kế tiếp lên YouTube. Đương nhiên like và chia sẻ video này cũng không kém phần quan trọng. Một lần nữa Tủ Sách Áo Lam xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
Hẹn gặp lại vào tập 8.